Chào các bạn, nay Ly cùng với các bạn sẽ làm cây may mắn bonsai 38. Để các bạn cần chuẩn bị đó là kim cắt sắt, dây kẽm, dây sáp để làm hoa giả, sơ dừa, chỉ bột năn và hạt thanh long. Chậu cây cao cỡ chừng 8 cm, mình cần cắt 2 cọng kẽm, 1 cọng dài 55 và 1 cọng dài 20 cm. Đối với lại cọng dài 20 thì mình giữ nguyên, còn bây giờ cọng dài 55 cm thì mình gấp đôi thành hai nửa, một nửa dài 30 và một nửa dài 25. Do cái chậu của mình cao là 8 cm nên là mình cần phải có cái phần thân của cây là 8 cm vùi ở trong chậu rồi. Bây giờ mình sẽ đo cái khoảng đó và mình đánh dấu lại. Cái đầu kẽm này thì mình lấy kìm, mình bẻ cong lại. Các bạn bẻ cỡ chừng khoảng chiều dài khoảng 2-3 cm thôi. Nhỏ thì mình chú ý là cái đầu nhọn này mình bẻ nó sâu vào bên trong, không thì nó dễ vướng vào tay của các bạn đó, nó bị chảy. Mình bẻ hết đối với lại cả ba cái đầu kẽm nha các bạn. Cái này mục đích là để làm chỗ bám cho sơ dừa ấy. Cái này sau khi mình đã bẻ xong rồi thì mình cứ uốn theo ý thích của mình thôi. Cái cành bonsai của mình á thì mình sẽ uốn cho nó xuống, rồi cái đoạn đầu này thì mình sẽ cho nó lên một tí xíu để nhìn cho nó mềm mại thôi. Cành chính, mình sẽ uốn cành chính nào. Thì mình uốn nó chỉ được ở mức độ tương đối thôi. Đến khi nào mà cây nó đã thành tán rồi thì các bạn có thể uốn một lần nữa cho cái tán nó đẹp. Bây giờ thì mình quấn lại hết bằng cái sáp làm hoa giả. Thì các bạn kéo căng nó ra và làm cho cái dây này nó run run lại với nhau ấy, nó gấp gấp lại, thì khi mà mình quấn nó sẽ lên những cái đường gồ ghề, nó giống như là cái thân cây thật, nhìn nó đẹp hơn. Chứ mình đừng có kéo nó phẳng quá thì đến lúc mà lên cái cành nó sẽ không đẹp, do là cái cọng kẽm của mình nó nhỏ nên là mình quấn chừng 3 lớp để làm cho nó to lên. Các bạn cứ từ từ quấn, cái này khá là mất thời gian. Mình đã quấn mất cả nửa tiếng rồi. Sau khi mà đã quấn xong rồi thì các bạn có thể là chỉnh lại một lần nữa, là sao cho ba cái cành của các bạn sẽ hướng về ba phía khác nhau đều ra. Nó chia cái vòng tròn của mình á 360 độ thành cả mỗi góc là 120. Bây giờ thì mình lấy sơ dừa rồi mình quấn vào đầu cọng kẽm bằng chỉ. Cái kích thước á, thì nó chỉ to bằng chừng ngón chân cái là được thôi các bạn. Đừng có to quá, lúc mà lên cái cây của mình nó xấu, do cái chậu của mình nó cũng nhỏ. Quấn xong rồi thì mình cắt bớt những cái phần sơ nó xìa ra để đến lúc mình chết hạt lên nó không bị rớt và nó dễ chết.
Ở đây là hỗn hợp bột năng đã nấu chín để nguội cộng với hạt thanh long và mụn sơ dừa của mình theo tỷ lệ 1:1. Lưu ý là hạt sẽ nhiều hơn một tí xíu nha các bạn. Thì mình chiết đều hạt lên giá thể. Các bạn lưu ý là đừng có ham chét nhiều quá, chét cho các hạt nó đừng chồng chất lên nhau. Vì lúc mà nó chồng á, cái cây nó mà lên cái mầm nào thì nó sẽ đẩy những cái hạt còn lại chưa lên, nó lên, nó bung lên trên, nên thành ra là cái đó nó cũng không mọc thành cây được cho các bạn. Và cái cây của mình nó thành nó xấu hơn, nó rất là thưa. Chết xong rồi thì mình để chỗ nào thoáng thoáng á, tránh ánh nắng trực tiếp cho nó khô cái phần mà hỗn hợp bột mình mới chét lên á, để chừng 1-2 bữa. Và bây giờ thì mình mang đi mình tưới nước, tưới đẫm nước cỡ chừng 2-3 phút. Nếu không thì các bạn cứ tưới một hồi rồi các bạn để cho nó ráo, các bạn lại tiếp tục các bạn tưới nữa, lặp lại như vậy cỡ chừng 2-3 lần, 4-5 lần cũng được các bạn, không sao cả. Mình chùm bao ni lông lại, do là cái thời tiết lúc này ở Sài Gòn nó khá là mát, chỉ khoảng là 30 độ C vào buổi trưa thôi, nên là mình sẽ chùm và giữ nguyên cho đến cái khi nào mà cây của mình lên thật là đều thì mình mới mở bao ra. Mất khoảng chừng 3 ngày các bạn. Ở trong 3 ngày đó thì mình cũng không cần tưới nước, không cần mở ra xem đâu ha các bạn. Bao trong thì mình có thể quan sát được. Đây là kết quả 3 ngày sau của mình. Thì các bạn lưu ý là trong vòng 3 ngày mình chùm bao như thế này thì các bạn cũng là tránh để ở những cái chỗ nắng trực tiếp vào nha. Tránh nóng, để ở những cái chỗ thoáng như là bên cửa sổ gì đó. Bây giờ thì mình mang đi tắm nắng, đừng để nắng buổi trưa. Gắt quá thì nó làm héo cây. Nếu giá thể khô thì các bạn cứ tưới giữ ẩm rồi tắm nắng hàng ngày. Đây là sau 1 tuần của mình thì các cây đã mọc khá đều nhưng mà nó đang còn màu xanh nhạt, rồi lá nó chưa xòe nên nó chưa có phủ kín được hết cái phần của giá thể. Các bạn vẫn cứ tắm nắng rồi tưới giữ ẩm ha, sau khoảng 1-2 tuần thì cây nó sẽ hoàn thiện cho các bạn. Còn đây là mình đã để tới 20 ngày rồi. Bây giờ thì mình sẽ đổ sỏi vào trong cái chậu. Các bạn có thể cố định lại bằng xi măng hoặc là bằng thạch cao cũng được. Nhưng mà do mình muốn sử dụng lại cái chậu sau này á, nên là mình chỉ dùng sỏi thôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý dõi theo và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.